Chào các bạn, sau đây thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái đạo cụ ảo thuật về bài khá là hay. Bạn nào muốn mua cái đạo cụ này thì có thể ghé shop baiao.com để mua. Ở đây mình sử dụng là 1, 2, 3 và 4, 4 con già. Thì chúng ta có là một con già chuồng, một con già rô, một con già cơ và một con già bích như thế này. Thì mỗi con bài, một con già nó sẽ có hai mặt, mặt trước và mặt sau. Cũng có người gọi đây là mặt lưng, nhưng mà một số người nhầm lẫn gọi đây là mặt hoa văn là sai. Tại vì sao gọi đây là mặt hoa văn là sai? Tại vì mình sẽ chứng minh cho bạn thấy, khi mà mình có bốn con già, mình lắc một cái, mình búng tay, thì chúng ta sẽ có là một con già lật ngược lại như vậy. Đó là con già chuồng. Khi mình gom lại, búng tay một cái, con già thứ hai lật ngược lại, đó là con già cơ lật ngược lại thứ hai. Lắc một cái, búng tay, con già thứ ba lật ngược lại, đó là con già rô. Và cuối cùng là con già bích, búng tay một cái thì con già bích sẽ lật ngược lại như thế này. Chúng ta có được là những con già nó lật ngược lại rất là đơn giản, nhưng mà khi mình búng tay một cái thì con già bích xuất hiện trở lại. Vậy tại sao không được gọi cái mặt sau là mặt hoa văn? Tại vì mặt sau của nó là lưng của con già, lưng của con già như thế này. Và tất nhiên là mình sẽ không thể nào gọi cái lưng là cái hoa văn được. Thì đó chính là lý do lưng của con già. Già cơ thì sẽ có là mặt cơ, già rô thì sẽ có là mặt rô, và già chuồng thì sẽ có là mặt chuồng. Như vậy chúng ta có được là bốn con già là bốn cái lưng. Thì đó là trò thuật này.